Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, cuộc đời của mỗi con người trong kiếp nhân sinh có thể nói là vui thì ít mà đau thương thì nhiều. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết nắm bắt được chính xác thời điểm mà vận may của mình tới, thì một bước thăng hoa, tiền vàng, của cải, ùn ùn kéo về nhiều không đếm xuể. Đó chính là vận số may mắn của năm con giáp trong chương trình ngày hôm nay. Khi bước vào ngày 11 tháng 9 âm lịch tới đây, họ may mắn được thần tài ban lộc, cuộc sống giàu sang phú quý bùng phát nhanh chóng mặt, sự nghiệp thăng tiến, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ, tiền tỷ cầm tay, trúng số liên tục, mua biệt thự xe sang, giàu có nhất vùng nhờ nắm bắt được những cơ hội ngàn vàng này. Xin mời quý vị cùng theo dõi video mà kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ ngay sau đây để biết được đó là những con giáp nào và cơ may nào đã đem đến cho họ những vận may đến như vậy. Cách nhận biết vận may ấy ra sao và mình cũng có cơ hội đổi đời như những con giáp này hay không? Xin mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây. Con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay là những người tuổi Dậu. 1. Tuổi Dậu, các nhà tử vi tâm linh cho biết nhờ có chính ấn chiếu mệnh nên công việc của tuổi Dậu không đến nỗi tệ, hay được cấp trên khen ngợi, nhưng đừng chủ quan. Đôi khi bạn khá chậm chạp, trì trệ nên việc vẫn dồn đến ngày sau, tiến độ phải được đẩy nhanh hơn nữa. Bên cạnh đó được lục hợp soi sáng nên tuổi Dậu có đời sống gia đình rất tuyệt vời, êm ấm, vợ chồng tâm đầu ý hợp, làm gì cũng thuận. Nếu bạn muốn thu hút sự chú ý của ai đó vào ngày hôm nay, hãy cố gắng cư xử lịch sự và nhã nhặn nhất có thể nhé. Nhờ cục diện thổ sinh kim nên công việc kiếm tiền của bạn biến động theo chiều hướng tích cực, hứa hẹn đạt được nhiều thành công đáng nể, cơ hội thăng chức, tăng lương trong thời gian tới khá cao. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay, những người tuổi Dậu. Con giáp may mắn tiếp theo trong ngày hôm nay không ai khác là những người tuổi Thân. 2. Tuổi Thân. Theo các chuyên gia tử vi luận giải, vận mệnh của những gia chủ tuổi Thân hôm nay có thiên ấn trợ lực, có lợi cho những người đang làm quan hoặc muốn lên chức. Đề xuất của bạn lên cấp trên sẽ được xem xét, tin vui nhiều hơn tin buồn. Những hợp đồng còn bỏ dở sẽ được ký kết, suôn sẻ và may mắn, được lộc từ khách. Bên cạnh đó, được tam hợp chiếu cố nên mặt tình cảm cũng tốt đẹp không kém. Chuyện ấm áp nhất trên đời không gì hơn, đó là được có người hiểu, có người thương mình nhé thân. Hiện tại, gia đình bạn vẫn yên ổn, hạnh phúc, là may mắn gấp vạn người rồi, nên hãy trân trọng điều đó. May mắn hơn nữa, trong ngày hôm nay, nhờ cục diện thổ sinh kim, tuổi Thân hôm nay khá lộc lá, nên chăm chút cho bàn thờ thần tài trong nhà nhiều hơn để đón thêm lộc. Ngoài công việc chính, bạn có thêm thu nhập ngoài luồng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay. Xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi chương trình để biết mình có là một trong những con giáp may mắn tiếp theo hay không. Con giáp may mắn thứ ba trong ngày là những người tuổi Ngọ. 3. Tuổi Ngọ. Theo các nhà tử vi học cho biết, nhiều mệnh có chính tài nâng đỡ nên con giáp này chỉ cần tập trung vào công việc chính là có thể gặp may mắn rồi. Nhiều người cười nhạo về cách làm việc của bạn nhưng họ chẳng hơn được bạn. Hơn nhau cốt ở cái tâm, làm việc có tâm thì sẽ có tầm, có lương thưởng xứng đáng. Tuổi Ngọ cũng giành được tình cảm từ mọi người xung quanh nhờ hòa dưỡng thổ. Con giáp này có biết cách nhân nhượng, hòa giải để thị phi không đến với mình và người thân trong nhà. Cách sống như thế này thật đáng để học hỏi. Mức thu nhập của bạn trong ngày khá là tốt, chủ yếu đến từ công việc chính. Người làm trong lĩnh vực về tài chính hay bất động sản, kinh doanh tự do có lộc trời ban, tiền bạc rủng rỉnh. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn thứ ba trong ngày. Chúng ta tiếp tục xét đến con giáp may mắn thứ tư là những người tuổi Tỵ. 4. Tuổi Tỵ.
Theo các chuyên gia tử vi cho biết, hôm nay thiên tài chiếu vận nên công việc có cả hung lẫn cát. Tuổi Tỵ ăn nên làm ra, biết bươn chải chịu khó nhưng lộc đến còn chưa biết nắm giữ. Đôi khi quá thoáng tính, mù quáng nên công việc hay bị hoãn lại. May mắn nhờ cục diện hỏa sinh thổ nên bản mệnh khá may mắn trong chuyện tình cảm. Bạn giỏi xã giao, ăn nói khéo léo, biết lắng nghe, ăn mặc sạch sẽ nên ai cũng quý. Người có tầm là người dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn luôn chỉn chu, đó chính là người tuổi Tỵ. Là con giáp được ông trời phù hộ nên tuổi này gần đây dù phải lo nhiều việc nhưng vẫn giỏi kiếm tiền, không chịu khuất phục trước khó khăn. Lúc nào bạn cũng là người tiên phong trong chuyện làm ăn, vì thế nên được vía của thần tài đánh đâu thắng đó. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay. Con giáp may mắn tiếp theo là những người tuổi Dần. Năm tuổi Dần. Các nhà tử vi học dự báo tuổi Dần có công việc thuận buồm xuôi gió nhờ tam hội chiếu cố, nhất là những người đang cầu danh, muốn tăng quyền lực, mở thêm cửa hàng hoặc vay vốn làm ăn thì càng có lợi. Quý nhân sẽ nâng bước bạn lúc gặp khó khăn. Mặt tình cảm, người tuổi này gặp ngũ hành mộc khắc thổ nên phải hạn chế giao lưu, tiệc tùng trong hôm nay kẻo xảy ra sức ních. Hết giờ làm thì về nhà, không lo cả đi chơi cùng bạn bè để bình an vô sự. Về phương diện tài lộc trong ngày khởi sắc nhờ có thực thần, thậm chí bản mệnh còn may mắn hơn khi có người cho tiền, trúng thưởng hoặc được trả nợ. Tuy nhiên, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, thay vì chỉ nghĩ đến cách tiêu chúng thì nên nghĩ cách để tăng thêm thu nhập cho mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay. Con giáp may mắn cuối cùng trong ngày là những người tuổi Mùi. 6 tuổi Mùi. Trong ngày hôm nay, tuổi Mùi được chính quan nâng đỡ nên công việc cực kỳ suôn sẻ. Những ai đang có ý định xin việc, nhảy việc, mở thêm cửa hàng, quảng cáo sản phẩm, mở xưởng sẽ gặp may mắn. Cứ tự tin mà phấn đấu, trời Phật sẽ ủng hộ bạn. Cục diện hai hành thổ tương hòa dự báo một ngày bình ổn trong tình cảm của người tuổi Mùi. Dù nằm trong top con giáp sống biết điều, nhưng nếu có thể bớt tự kiêu, thêm gần gũi và đưa tình cảm vào lời nói, chắc chắn bạn sẽ được nhiều người yêu thích hơn. Nguồn thu từ công việc chính cũng khá tốt, do con giáp này đạt được những thành tích nhất định nên có thể sẽ có khả năng được tăng lương, thăng chức. Tuy nhiên đừng tiêu xài hoang phí vì trong nhà sắp có việc cần đến nhiều tiền. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi Mùi như sau. Tuổi Ất Mùi 1955 mệnh Kim, sống vui vẻ, đừng hận thù làm tổn hao sức lực. Tuổi Đinh Mùi 1967 mệnh Thủy, hạnh phúc là sáng có việc để đi làm, chiều có nơi để về. Tuổi Kỷ Mùi 1979 mệnh Hỏa, kiếm tiền để đảm bảo cho gia đình mình đầm ấm. Tuổi Tân Mùi 1991 mệnh Thổ, hạnh phúc không chỉ ở đích đến mà còn nằm ở đường đi. Tuổi Quý Mùi 2003 mệnh Mộc, trân trọng sức khỏe đi nhé, đừng xem thường. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày 11 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Xin hãy comment xuống dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của quý vị hãy comment dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!